Đối với áp xe hậu môn hay gò hậu môn thì đây có cái này là hai cái bài kia nhưng mà gom lại thành một, là tại vì nó hai cái quá trình của một cái bệnh lý thôi. Áp xe là giai đoạn còn đang nhiễm trùng, nên còn cái gò hậu môn đang sang cái giai đoạn mãn tính. Ra bài áp xe hậu môn thì trước tiên là em học lại, em nhắc lại cái giải phẫu của cái ống hậu môn ha. Thì cái trực tràng nó hình ngăn lượng trong cái trong này, cái laser thì nó không được. Từ ngoài vào thì tôi thấy là cái rất là quan trọng ngay cái rìa hậu môn hay là cái chỉ ngoại đây. Còn phía trong này cách 1,5 cm ở đây là cái chỉ nội. Giữa các cái búi chơi, cái cột hậu môn này nó có những cái lỗ đổ, đó là đổ cái tuyến hậu môn mình đây. Đó, thì cái bài hôm nay mình học là học cái bài tuyến hậu môn này, nó giống như ruột thừa vậy. Cái cơ chế viêm ruột thừa là gì đây? Là do bít lòng của ruột thừa ha. Còn tại sao bít lòng thì có thể là hạt trái cây hoặc là mạng bạch huyết nó phù nề nó làm tắc nghẽn không, hoặc là u gì đó. Còn đối với cái áp xe hậu môn hay gọn hậu môn nó liên quan tới cái tuyến này thôi. Tuyến này nó luôn, em nhớ là luôn luôn nó đổ vào ngay đường lượng nha. Rồi bình thường từ lúc phôi thai cho tới lúc trưởng thành thì một nó dao động một mỗi người vậy đó, thì khoảng nó dao động từ 10 cho tới 10-15 tuyến. Thì tôi nhớ 10 tiếng thì cho nó dễ nhớ không? À, nó dài trung bình khoảng 1,5 cm. Cái đáy tuyến là nó nằm ở rãnh liên cơ thắt. Cái phần mà đen đen ở phía ngoài này là cái cơ thắt ngoài, còn phía trong là cái cơ thắt trong. Thì cái đáy nó nằm ở cái rãnh liên cơ thắt này, cái nó đổ vào trực tiếp vào cái lỗ nghe cái đường ruột đây. Rồi nó nằm vòng quanh ổ hậu môn, thường nhiều, nằm nhiều nhất là nó nằm ở 2-3 sao, ở một phía trước mình ít hơn. Như vậy thì cái bệnh này tính ra là từ lúc có con người là đã có bệnh này rồi, phải không? Lâu đời thể được bẩm sinh trong cơ thể là được có rồi, sanh ra là đã có rồi, mà số lượng này nó không thay đổi. Và chức năng của cái tuyến hậu môn này thì ở động vật thì nó có hai chức năng, một là tiết nhảy, hai là tiết mùi. Nhưng riêng ở người thì chỉ còn tiết nhảy thôi. Ra có nhiều trường hợp nó tắt cái tuyến lên, nó giãn từ từ ra. Thì ở đợt đó anh đi bên anh thấy mà nang và cái cổ dùng tràng rất là nhiều liên quan do cái tuyến này nó giãn ra, nhưng mà ở Việt Nam mình thì hiếm gặp, trên nước ngoài gặp nhiều. Rồi như vậy thì cái tuyến này lỡ mà nó có bị những cái viêm nhiễm nè hoặc là sỏi phong thì nó bít tắc cái lỗ đó thì nó sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng thành áp xe. Thì đầu tiên là cái đáy tuyến nó nằm ở rãnh liên cơ thắt, nó đổ ra ngay đường ruột đây. Và có gì đó nguyên nhân gì đó làm bít tắc cái lòng tuyến này thì nó hình thành phản ứng viêm. Rồi viêm thì nó tạo mủ, đúng không? Ra mủ, có mủ này nó sẽ lớn dần lên, sẽ nó tìm đường nó đi ra khỏi cơ thể, thì nó có thể nó đi đây cơ thắt trong, cơ thắt ngoài nó sẽ đi theo cái hướng xuống. Thì trên lâm sàng em sẽ thấy là cái áp xe cạnh hậu môn, nó quanh cái lỗ hậu môn thì bất kỳ vị trí nào. Hoặc là nó sẽ đi ngược lên, nó cũng đi về cơ thắt trong, cơ thắt ngoài, nó đi ngược lên trên bờ trên cơ nông hoặc là dưới cơ nông này. Thì trên lâm sàng các em không thấy được, mà chủ yếu là không hậu môn, nó sợ được một khối ở phía ngoài đè vào thành trực tràng, bệnh nhân rất là đau. Hoặc là nó xuyên qua cơ thắt ngoài, nó ra hố ngồi hậu môn ngồi bên phải hay bên trái vậy đó. Thường là có hai vị trí ở bên phải bên trái, thường là xe mà hậu môn ngồi thì cái khoang này rất là lớn, do đó ổ áp xe nó chứa rất là nhiều mủ. Và những cái nguyên nhân khác mà ngoài cái tuyến này thì nó thấp hơn khoảng 10% thôi, cho những cái mẫu xương này đó ha, vô tình nuốt đó, thì tới cái hậu môn thay vì nó có thể nó xuyên qua từ thực quản cho tới hậu môn bất kỳ vị trí nào, ví dụ như thực quản cổ thì cũng có, rồi ở ruột non hay dạ dày đó, hàng năm ở sữa của anh thì cũng mổ thỉnh thoảng 1-2 ca chứ không nhiều lắm, nó tạo nên viêm phúc mạc và áp xe trong phần bụng đó. Thì lúc mình mổ vô mình thấy cái mẫu xương thấp phần bụng, nhưng mà có nhiều trường hợp nó đi hết cái chiều dài ống tiêu hóa tới đoạn này, nó đâm vào cái buồng hậu môn, nó tạo nên cái ổ xe đây. Thì anh gạch ra thì em thấy là cái mẫu xương nó nằm trong lòng, nó thì dài khoảng 2 cm. Thì thường áp xe hậu môn mà có nguyên nhân này thì em gạch gọng, em lấy cái dị vật ra thì nó làm luôn, nó không bị biến chứng khác. Còn đối với cái tuyến hậu môn, áp xe do tuyến hậu môn á, nếu mà em không tìm được cái lỗ trong là nó thành gọn hậu môn, nó hết chỉ có 50% thôi. Về triệu chứng của áp xe hậu môn thì nó là phổ nhiễm trùng, thành ra nó là sưng nóng đỏ đau, rồi bí tiểu, rồi sốt cao. Sốt với nóng này có khác không em?
Bây giờ xương sống đỡ đau là thường là tụi em thấy trên ví dụ như bệnh nhân đau ở cái vùng nào đó họ sẽ chỉ cho chúng ta thấy cái mô đó nó sưng đỏ đi, nó phù nè cái vùng đó ha, nó biến dạng cái lỗ hậu môn. Rồi bây giờ nóng này là với sốt cao thì nó là toàn thân còn nóng đây là chúng ta sờ trực tiếp bên cổ áp xe này. Thì khi chúng ta thăm khám này thì ta biết là áp xe này cái nó tăng sinh mạch máu, ra tụi em sờ nó là nó cảm giác nó nóng hơn so với cái vùng xung quanh còn lại. Còn sốt ở đây là tình trạng nhiễm trùng toàn thân, như đó bệnh nhân có thể sốt nhẹ hoặc là sốt cao thì tùy theo cái ổ xe lớn hay nhỏ. Rồi đỏ này, cái màu này là cũng cái màu của ổ xe, nó tùy theo cái thời gian mắc bệnh. Hoặc là bệnh nhân những người ốm thì ta thấy nó rõ, còn những người bệnh nhân mà béo phì cái mỡ quanh là hậu môn và cái mông mà dày mỡ nhiều quá thì khi có ổ xe thì ta không thấy, hoặc là nó sắp vỡ thì ta thấy khi nó màu đen thì có luôn, nó tùy theo cái thời gian của người bệnh nhân mà ốm. Còn cái đau trong áp xe hậu môn này nên nhớ là đau liên tục, đau tăng khi cử động. Thì cái nó, bệnh nhân đi hoặc là ngồi một bên mông lạnh, chứ còn ngồi cách áp xe thì có thể đau. Bí tiểu, thì số trường hợp là bệnh nhân đau quá phản xạ bí tiểu đó. Cái vùng tầng sinh môn đó nó chung một dây thần kinh, do đó mà đau quá là có trường hợp nó phản xạ nó bí tiểu cũng có luôn ha. Hoặc là những trường hợp áp xe trên cơ năng mà nằm ở vị trí phía trước đó, nó cũng kích thích các bàng quang và cái vùng tam giác bàng quang cũng gây bí tiểu có ha. Và nhiễm trùng huyết đối với những trường hợp mà suy giảm miễn dịch hoặc tiểu đường thì nó làm cho tình trạng nó sẽ diễn tiến nhanh hơn. Còn khám hậu môn thì đầu tiên chúng ta quan sát đánh giá cái vị trí của ốp xe, nhưng mà chúng ta học cái bài khám hậu môn tình trạng đó, chúng ta đánh giá coi nó nằm ở vị trí nào, cách cái địa hậu môn bao nhiêu cm, tiên lượng là chúng ta gạch áp xe này coi nó có tổn thương cơ thắt hay không. Rồi chúng ta phân biệt với những cái loại mà áp xe, nhưng mà tới đây là những trường hợp nó viêm thôi. Ví dụ như viêm mô tế bào do liên cầu thì người ta thấy những cái mụn mụn nhỏ nhỏ. Thực tế trên lâm sàng đôi lúc khó với tụi em, tại vì những cái mụn mụn nhỏ nó viêm rồi nó đỏ da đó, là cái lỗ gò hậu áp xe mà nó vỡ, nó bể 5-7 ngày đó, bây giờ nó còn cái nó gương lại cái lỗ nhỏ thôi, khó nhỏ thôi, nghĩa là của mình tụi em cũng rất là khó để phân biệt đó. Nhưng mà thường là viêm mô tế bào này thường là tụi em thấy là nó chỉ là cái mô viêm ngay cái dưới da thôi, còn cái áp xe này thường là nó xuất phát từ cái đường lượn ra, đúng không? Tụi em nhớ là cái cốt lõi mà điều trị này là cái lỗ ngay cái đường lượn đó. Thì tụi em sờ cái chỗ mà cái nốt đó đó, em một tay trong để trong ống hậu môn, một tay để cái lỗ ngoài, tụi em sờ em cảm giác được một cái thừng sơ nó đi từ cái lỗ ngoài vào cái ống hậu môn đó. Còn nếu viêm da này trên bề mặt da không nhá. Còn ngoại thương sinh hơi thì tụi em biết là cũng viêm da thỉnh thoảng gặp, rồi mô ngoại tử nhiều chứ không phải là mô mủ. Hoặc là ngoại tử cục nhê thì tụi em cũng thỉnh thoảng em thấy đây nó viêm đỏ, rồi còn mổ ví dụ hậu môn này nó cũng viêm luôn, em thấy tinh hoàn cái phòng lộ này, mà biểu hiện là gì đây? Mô ngoại tử là chính. Tụi em mà mổ cái ca này về khỏi cơm mà khỏi đi chơi với người yêu luôn, túi tắm cỡ nào nó cũng cái mùi túi rất là khó chịu mà dai dẳng. Ra em thấy mô ngoại tử chân nang em cắt lọc mô ra rất là nhiều, nhưng mà nó cũng liên quan tới vấn đề mà nếu mà ngoại tử cũng nghe thì thường là liên quan tới đường ống tiêu hóa hoặc là đường niệu, cái vi khuẩn nó lan rộng lên hết. Thì thường những cái loại này nếu mà chúng ta mà không cắt gọi là rộng ra thì nó sẽ lan hoài lên đó, thậm chí chúng ta mở vào một tạm để chặn cái dòng phân ở dưới này nó lạnh. Ngay những cái loại này em biết là điều trị thường là tính bằng tháng chứ không phải tính bằng ngày, nằm 1 tháng 2 tháng rất là cực. Còn dễ xem môn đa phần là tụi em thấy là tụi em chụp đón rất là dễ, nhưng mà chúng ta cần phải làm những cái cận lâm sàng, ví dụ như xét nghiệm chủ yếu là chúng ta đánh giá trước mổ thôi, nhưng mà về bệnh học để chứng đoán cho nó thì tôi thấy là đa phần là chúng ta gặp cái loại áp xe dễ, tức là áp xe cận hậu môn, do đó những cái áp xe nó nhỏ thôi, nghe cái chuyện mà tôi làm xét nghiệm bạch cầu tăng trong tình trạng nhiễm trùng cũng nhiều, chỉ 2-3% thôi. Còn siêu âm quang ngã trực tràng thì tôi thấy là tại sao mà chúng ta phải làm, thì đa phần áp xe hậu môn em khám em sờ em nhìn là không thể chứng đoán được, nhưng có nhiều trường hợp áp xe trên cơ năng rồi nó bể ra do bệnh nhân tự mua thuốc uống, thì khi mà 1 tháng nửa tháng rồi đó thì nó vẫn còn đau rồi nó cũng ra dịch nhầy đỏ, nó nhìn dịch máu đó, thì khi tụi em thăm hậu môn ấn vô khối sượng nó đang giai đoạn lành rồi, rồi mình không biết đây là ung thư hay là cái áp xe giai đoạn lành nha. Thì nếu mà tụi em hỏi kỹ hơn, tức là trước đây bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng đau sốt thì đó, giờ nó bể mủ ra rồi thì mình biết nó là áp xe rồi,
nhưng giờ tụi em còn lát cánh nghi ngờ, tại vì nhất là bệnh nhân uống kháng sinh tự mua thuốc rất là dễ, phải không? Thì nghe là nó không qua giai đoạn bể mũ đó mà nó cơ gọn như lại mình ta thầm chúng ta thấy một cái khối đó. Bây giờ cái siêu âm này chúng có cái chúng ta rất là hiệu quả, siêu âm quảng cáo hormone xác định được đây là cái áp xe hay là khối ung thư nhé, hoặc là MRI cũng vậy, MRI CT cũng vậy, nó phân biệt thì chúng ta là cái áp xe hay là cái ung thư. MRI là mô mềm là bọc lửa hạt đậu, phân biệt luôn cả cái đường hồ hạt đậu là áp xe, nó phân biệt rất là dễ. Thì chúng ta chỉ sử dụng cho những trường hợp khó thôi, chứ còn ra dạng đơn giản thì chúng ta làm mẫu luôn nha. Và thậm chí khám hormone môn trực tràng nói tức là bệnh nhân đau quá thì em nhìn nó thấy rõ rồi thì chúng ta không cần phải thăm khám nữa. Để thăm vô bệnh nhân rất là đau, nhưng mà lúc chỉ định mẫu á, thì lúc đó gây tê xong rồi bệnh nhân hoặc gây mê lúc đó thì em đánh giá lại thì nó giờ đánh giá xong ta mẫu luôn thì nó sẽ giảm đau cho bệnh nhân nha. Thì về diễn tiến thì áp xe hormone nếu mà tụi em không gặp thì nó sẽ vỡ tự nhiên nha. Thì nếu mà áp xe trên cơ năng hoặc dưới cơ năng thì tụi em thấy là nó vỡ vào trong bóng trực tràng, cái mũ nó chảy ra. Nó hình ra trên lâm sàng bệnh nhân khai với chúng ta là đi mấy ngày nay mũ từ trong hormone nó chảy ra hoặc là đi cầu mũ nó ra. Tức là tụi em biết là cái áp xe trong áp xe hormone trực tràng đó. Tụi em thông, tụi em sờ quét một vòng mà tụi em thấy cái chỗ nào nó đau nhiều nhất là nó sờ cái dấu hiệu hoặc rồi những khi nó căng lên tụi em đè nó giống như cái bông mà trước cái nang đó, ta đè nó còn phiêu đó. Mà thường có nhiều trường hợp hút thuốc và nó gom gọn nó thêm ấn vào cái vùng nào nó sẽ rất là đau nha. Rồi còn áp xe mà cái hố ngồi, cái hậu môn ngồi bên phải hay bên trái đó thì thường là cái áp xe này nó rất là to, do đó mà nếu mà tụi em mà để nó vỡ tự nhiên thì thường là nó vỡ cái miệng rất là lớn, tại sao nó sẽ gom gọn nha. Còn áp xe bằng cạnh hậu môn, tức là cái lỗ hậu môn đây thì vòng quanh lỗ hậu môn có thể bất kỳ vị trí nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 giờ đó thì bất kỳ vị trí nào có hết. Thì thường áp xe cạnh hậu môn là những cái loại áp xe nó nhỏ, cho nên nó vỡ ra thì cái lỗ nhỏ này. Đó, đây là áp xe cạnh hậu môn vị trí 6 giờ, vị trí 3 giờ tôi thấy màu đỏ nè. Thì sưng nóng đỏ đau cái loại này chắc rõ anh tôi sờ, nhưng mà cái so với cái mô thường là cái mô đỏ này, màu đỏ này tôi sờ mật độ nó sẽ nó chắc hơn so với cái mô xung quanh, nhưng mà nó cũng nóng hơn so với phần còn lại. Thì nếu màu đen này thì nó sẽ sửa vỡ đó. Tụi em mà thăm khám chừng 2-3 bạn thôi là nó bể cái luôn, nó khỏe luôn. Mà áp xe mà nó vỡ ra rồi là bệnh nhân khỏe. Thì thường đa phần nó căng tức, nó đau, khó chịu á. Mà tụi em gặp áp xe xong là bệnh nhân xin về buổi sau là khỏe hết, hoặc về sáng mỗi chiều là khỏe đi chơi là bình thường. Bạn nào mà bị nhọt rồi biết đó ha. Tôi đang giai đoạn viêm đau sốt tôi em thấy rất là khó chịu đi không nổi, nhưng mà khi mà nó ra thành mũ hoàn toàn tôi em nặng được hay ra mũ cái đầu thấy khỏe thì hết sốt ha. Bên ngoài khoa mình là vậy, nếu mà bệnh nhân mà có đêm không ngủ được rất là nhạy đó, nhiễm trùng dịch mổ, bệnh nhân đêm nó không ngủ được mạch nhanh là em thay đổi, một là nhiễm trùng, hai là xì đó ha. Mà khi mà nó nhiễm trùng nó có mũ rồi tôi em cắt chỉ nó xì mũ rồi bệnh nhân hết sốt rồi, bệnh nhân ăn uống được ha. Ra cá nha như vậy nè tụi em. À, sờ thì chúng ta mô tả cái vị trí này mấy giờ, cách kỳ hậu môn bao nhiêu cm nha. Rồi bây giờ áp xe, ví dụ như áp xe thông thường ở do liên cầu, tụ cầu đó thì thường là tụi em phải đợi dấu hiệu chín mùi, tức là nó bọc phiều chúng ta mới gặp áp xe nha. Còn đối với áp xe hậu môn thì tụi em không chờ tới cái dấu bọc phiều đó, nếu mà tụi em chờ nó lan rộng cái vùng đó chứ thường thì nó lớn, nó phá chứ. Thì ra là đối với áp xe hậu môn thì có chuyện đó mà chúng ta sờ được có áp xe chúng ta mổ luôn. Bây giờ mổ áp xe hormone rất là đơn giản, ta chỉ cần chúng ta phải bắt buộc tụi em nếu mà gặp áp xe thì nếu mà tìm được cái lỗ còi trong á là chúng ta điều trị thành công 100%, là mạnh dạng giải thích bệnh nhân cái này chữa nó hết luôn. Còn nếu mà tụi em mà không tìm được lỗ trong thì giải thích này tôi chỉ gặp cho nó thấu mũ thôi, tiền đường còn làm là thêm nữa, tại vì nếu mà tụi em mà không tìm được lỗ trong thì 50% nó sẽ chuyển thành là rồi về bệnh gọn môn ha. Khi mình giải thích và tìm được rồi thì mình không được thì mình mốt nó gọn, nó thành gọn môn, cái đường đi nó gọn mình sẽ tìm nó dễ hơn. Nếu mà mình nói tôi cố gắng quá tôi tìm cái lỗ trong đó thì tôi phá nhiều cơ quá là đi gọn kiểm soát, cái đó bệnh nhân cũng dễ dàng hợp tác với mình ha. Còn nếu tụi em không giải thích thì nó nói mình mốt hết bệnh ha. Bây giờ nguyên tắc của điều trị áp xe hormone là nếu mà tụi em tìm được lỗ trong ngay đường lượng nè, chính là cái lỗ cái tuyến hormone nó đổ ngay cái đường lượng, thành ra là nó về ngay vị trí ngay đường lượng thôi chứ đâu hết. Mà chúng ta phải phá từ cái đường cho cái lỗ trong ra tới cái lỗ ngoài, cái phần mà dấu hiệu hợp hiệu vô đây này sắp chữa vỡ nè, thì chúng ta chọc lỗ vô đây, chúng ta
ví dụ như có nhiều trường hợp em đặt cái ống sâu vô tên em thấy mũ nó xì ngay đường lượt thì mừng, mà biết cái đó là cái lỗ trong rồi đó. Còn nếu mà trường hợp mà không thấy được cái lỗ trong thì người ta theo đường lượt cuối xô nó ra vào. Ví dụ như nửa sau thì thường là nó sẽ đi vào vị trí 6 giờ, còn nửa trước nó từ 3 giờ tới 9 giờ thì nó sẽ từ 9 giờ tới 3 giờ thì nó sẽ đi thẳng vị trí mấy giờ thì nó sẽ vô vị trí mấy giờ đường lượt. Ví dụ 10 giờ thì nó sẽ vô vị trí 10 giờ đường lượt. Ngay giờ nếu mà tem chúng ta đặt, chúng ta thấy được cái lỗ xì này thì mũ lên là ta biết cái lỗ trong rồi đó. Chúng ta từ đây là định hướng nè, chúng ta gạch ra, chúng ta chọc cái lỗ vô đây, chúng ta phá từ lỗ trong ra tới ngoài, ta luồn cái que vào. Thì thường là tụi em đút cái que vào, tụi em nâng cái que lên, còn sờ cái que tới cái da đó, tới cái que mà tụi em sờ thấy chạm nó rất là dễ, tức là cái mô ở bên dưới này nó rất là ít, mạnh dạng tụi em sờ xẻ luôn, không có sờ tổn thương cơ thắt nhiều đó. Thì thường là tụi em gạch xong nó hở cái miệng nhân, để chúng ta cầm máu cắt lọc rồi là cái vi khuẩn hoặc là mà lấy mô là mô bình thường cũng được. Bây giờ khâu lên được không các em? Khâu lên được không? Đây cái này áp xe này chúng ta cắt lọc mô hoại tử xong rồi chúng ta để thở luôn. Nếu mà tụi em mà khâu lại thì giống như tụi em chưa mọt, ra tỷ lệ tái phát nó sẽ cao hơn nhiều. Mặc dù tụi em gạch đó nhưng mà không đủ mạnh tay, không dám gạch nhiều quá thì tỷ lệ tái phát 10%. Thì ra chúng ta phải cái ổ áp xe nhiêu là tôi phải gạch càng rộng thì nó mới thoát mũ hết, chứ không là nó bít cái miệng lại là nó bị lại nha. Bây giờ tôi em áp xe chứ còn hậu môn là mở ra là mở luôn đó, chứ không có thể nó làm tắt, không có câu lại. Thì đó là cái áp xe cạnh hậu môn. Còn áp xe mà nó xa quá, ví dụ như áp xe mà cách cái rìu hậu môn chừng 2-3 cm trở lại thì em gạch cái hình đang qua như nãy nha. Còn bây giờ nếu mà áp xe mà nó nằm xa ra ngoài quá thì trên 3-4 cm thì tụi em đừng có gạch cái hình đang qua. Tại vì cái giải phẫu là cái cơ vòng của cơ thắt trong, cơ thắt ngoài nó giống như cục khung vậy đó, nó vòng quanh lỗ hậu môn. Nếu mà tụi em cắt từ trong mà đi ra ngoài thì tụi em sẽ cắt hết cái cục khung này, cắt hết cái cơ thắt này, bệnh nhân sẽ tiêu bị khóc. Còn tại vì nó nằm sát cái hậu môn 2-3 cm thì tụi em cắt một phần cơ thắt, cái nó bù trừ lại nó còn đảm, nó không có bị tổn thương, nó không ảnh hưởng tới chức năng nhiều. Nếu nhiều quá là em làm luôn, cắt luôn cái cơ thắt ngoài luôn là bệnh nhân phải tiêm kiểm soát nha. Thì ra chúng ta sẽ chọn các phương pháp khác, chúng ta gạch theo cái hình vòng cung thôi. Chúng ta tách vào thì chúng ta chỉ có tách cái cơ thắt trong, cơ thắt ngoài vào trong cơ xe chúng ta cho nó thoát mũ thôi. Ví dụ như đây là cơ xe màu đỏ này, bên đây còn có cho căng nè. Chúng ta gạch theo cái hình vòng cung, tách thông vào cơ mũ. Có nhiều trường hợp cái ổ xe nó sâu quá thì tụi em nên lấy kim 18 thì đó, ta chọc. Ta thấy mũ nó ra rồi em để kim đó, rồi chúng ta gạch theo cái kim đó, chứ đừng có rút ra rồi chúng ta đi không đúng hướng rồi gạch hồi 2-3 lỗ sao lại thành 2-3 cái lỗ còn ngoài đó ha. Nếu mà cái áp xe mà nó xa quá mà ổ áp xe lớn quá chắc chắn là tụi em sẽ rất khó xác định cái lỗ trong ở vị trí nào ha. Thì nếu bên này nó có thể đi vào vị trí 9 giờ hoặc nó đi vào vị trí 6 giờ nghe, mình không có xác định được. Mà nếu mà tụi em mà mở không đúng mà mới mốt cũng thành gò hông môn, mà đợt này mình cắt cái cơ thắt qua mũ. Thành ra chúng ta chọn giải pháp khôn khéo hơn là chúng ta gạch rộng ra cho nó thoát mũ là được rồi nha. Nhưng mà chúng ta gạch cái hình vòng cung như vậy chúng ta chỉ tách cơ thôi, chúng ta không cắt ngang. Cắt nếu mà chúng ta cắt hình đang qua là chúng ta sẽ cắt rất nhiều cơ thắt, bệnh nhân khả năng đi tiêu cũng nhiều khó á. Rồi phải gạch cho rộng, cái vỏ xe nhiều thì em gạch bằng cái miệng nó luôn, chứ phải bằng cái khóa xe luôn chứ đừng có ngại. Tại vì tụi em mà nếu mà không thấy đi phụ mổ nhiều tụi em không dám gạch, đi gạch có nhiều anh ở huyện chuyển bệnh lên bệnh gì hoặc là bệnh không hết á, cái lên chỗ anh tái khám cái anh sợ cái anh gặp chừng phân hay phân rồi nó lành mô lại, nó dính lại cái nó thành áp xe nữa ra là đem sợ. Ví dụ như bằng trên nên ít luôn chứ bằng trên ít thì đem phải gặp bằng cái đường kính chứ bằng đó, đừng có sợ nó tổn thương cơ. Nếu mà tụi em đi đúng cái cách mà như đưa hình vòng cung này thì chúng ta không cắt cơ gì hết nha. Rồi chúng ta đưa ngón tay vào trong ốp xe nên phá cho nhiều ngóc ngách mũ nó phá hết bơm bữa sạch nó mới mau làm được. Còn nếu mà không đủ tự tin thì chúng ta cái đường nó hơi dài thì tên nhét mép vào nha. Nhét mép vào để cho nó hạ, nó chậm, nó khép miệng. Nhưng mà tên nhớ là sau 24 giờ tụi em lấy cho đừng để luôn, sau này nó thành cái dị vật trong vết mổ, bỏ sót là dị vật đó. Thì có trường hợp rồi có nhiều mà có một trường hợp là mổ xong cái vết thương nó bị gò đó, mở cái vết thương nha, có cái gạt nằm trong. Bệnh nhân không hay chứ hay là xưa cái người mổ trước thì chết luôn ha. Nghe chừa một cái quai ra để ta rút cái mép này. Bây giờ chăm sóc thì em biết mổ áp xe hậu môn rất là dễ, thời gian mổ nhiều khi 3-4 phút là xong, khi chuẩn bị mổ còn lâu hơn là chúng ta mổ nữa. Nhưng mà chăm sóc cũng
là một cái vấn đề. Thì ta biết mổ xong chúng ta gặp cái ổ mũ đó thì nó ra cái dịch hồng hồng kéo dài viêm 1-2 tuần hết. Thành ra giờ ăn uống là sao? Cho bệnh nhân ăn uống là bình thường ha. Rồi thay băng thì nó ra dịch hồng hồng nhiều quá thì chúng ta thay băng nhiều lần mỗi ngày ha. Nhưng mà cần vô trùng không ta? Nó đã nhiễm rồi. Nghe thấy em không cần phải vô trùng, mà nhất là cái vùng hậu môn bệnh nhân đi cầu hàng ngàn ra còn gì bị dơ phân nữa. Đúng không? Nghe thấy em không cần phải rửa bằng nước vô trùng, rửa bằng nước máy thông thường cũng được rồi. Rồi bây giờ băng này thì một là băng y tế, mà không anh thấy hướng dẫn bệnh nhân đã có gia đình sử dụng cái băng vệ sinh phụ nữ luôn. Ở nam thì có vợ rồi thì mượn của vợ xài luôn. Rất là tiện lợi, nhưng miễn sao nó thấm vô cái băng đó là được, cầm mấy vô trùng này hết. Người đa phần là nằm viện 1 ngày 2 ngày là về hết. Còn những trường hợp mà bệnh nhân có xe to quá hoặc là bệnh nhân có tiểu đường huyết áp cao quá hoặc suy tim thì chúng ta phải lưu lại 1 vài ngày. Thế đa phần là chúng ta gặp có thể cho về gặp ngày hoặc ngày sau về chuyển sang kháng sinh uống. Rồi ăn uống nhớ là bình thường nha. Còn rửa vài cửa thì chúng ta cho nước sạch thôi, mà không cần phải nước muối sinh lý hết. Tại nhiều nhiều bệnh nhân sợ lắm, họ đi nấu nước để làm nhiều cái công đoạn á. Nhưng mà thật sự mình không cần vô trùng, đúng không? Bây giờ mổ nếu mà sao mà 6 tuần mà em thấy nó không lành đó, nó còn cái gươm lại còn lỗ đó đỏ nó ra nước nên là chắc chắn nó không lành được thành gò hậu môn. Cái giai đoạn gò hậu môn tức là cái tình trạng mãn tính của cái giai đoạn cấp tính này chuyển sang mãn tính. Gò hậu môn là một đường thông từ đường lương ra ngoài da bất kỳ vị trí nào bên trong hậu môn, nó chắc qua là đường học thôi. Mà bệnh gò hậu môn người ta biết như mình học giải phẫu đó, nó có từ lúc phôi thai, thành ra từ loại người có là đã có cái bệnh này rồi, không? Số lượng nghiên tuyến thành ra không đổi. Thành ra có nhiều người hỏi em chứ giờ mổ xong có sau này có bị nữa không em? Ừ. Bị không? Bây giờ em có 10 cái cuộc thừa, bây giờ cắt cái rồi sau này có bị nữa không? Ừ. Bị không? Cũng bị. Còn chính cái kia khả năng là cũng bị nữa. Thành ra cái gò hậu môn giờ nó 10 tiếng, trung bình 10 tiếng cho dễ nhớ đi. Thì bây giờ bị cái tuyến này rồi thì còn lại chính cái kia thì khả năng cũng bị nữa, không? Thì nghe có người trong đời họ có thể bị 1 lần, có người bị 2-3 lần cũng có, rồi có người thì không bị cái nào hết. Nhưng mà có người thì mổ cũng không phải dễ đâu, gò hậu môn có người mổ 1 lần hết, có người mổ 8 lần. Cái hồi sáng vừa rồi em mổ bệnh nhân là đi gần như hết tất cả các bệnh viện ở Sài Gòn, là Cần Thơ này mổ 8 lần. Chứ không phải nó dễ, nó là một cái bệnh lành tính nhưng mà đôi lúc nó đi ngoằn ngoèo ở trong cơ. Bây giờ tụi em muốn mà cắt hết cái cơ đó thì bệnh nhân tiêu kiểm soát. Mà nếu mà tụi em mà không đi đúng hướng đó mà tụi em bỏ sót đó lại là tái phát. Tìm cho được cái lỗ trong, nếu mà tìm không được lỗ trong thì bị nữa. Thành ra là mổ gò hậu môn là không phải là dễ nữa. Có nhiều ở huyện tụi em biết tụi lên đi học là nó giờ mổ bệnh này chán lắm. Mổ gần như có anh đó là mổ là tái phát gần như 60%. Mổ là khả năng làm anh đó là mổ về là bị rồi. Thì khi mà anh lên trên này học cái tên rồi thấy cái cách tìm cái lỗ trong rất là quan trọng. Thì về anh thay đổi lại thì tỷ lệ thành công hẳn lên đấy rồi. Cái gò hậu môn mình nên biết là nó là tinh nhưng mà mổ không phải dễ. Cái bệnh này biết từ 2500 năm tới trước rồi. Mà ông Hippolyte không biết sử dụng cái lông đuôi con ngựa đó để mà điều trị gò hậu môn. Mà tới ngày nay thì cái sinh tâm này vẫn là cái đầu tay trong những trường hợp gò hậu môn phức tạp, nhiều khó đó. Rồi trong ngoại khoa này nên biết là phát triển không tốt bằng nội khoa ở chỗ là gì đó. Mình muốn mổ được thì bệnh nhân phải vô cảm được, đúng không? Giờ có ai mà giờ tụi em mà có khi nào nè mổ không gây tê không gây mê không? Không, thật ra là xưa mổ không được cái gì, không có giảm đau được. Mà cái vùng hậu môn trực tràng biết cảm giác đau rất nhiều. So với gãy tay gãy chân mà hoặc là mổ xong người ta cố định tốt là bệnh nhân sẽ ít đau, nhưng mà khi mổ chỉ là đặc biệt là những khi đang lại gặp bệnh mà đụng nhẹ cái giường thôi là bệnh nhân cũng đau, mà mỗi lần đi cầu trong là mình muốn xỉu luôn, rất là đau, nó thang điều đau và cao ha. Do cái chuyện mà phải để điều trị này ngoại khoa nó chuyện rất là trong từ khi mà phát minh gây tê tới giờ sau này thì ngoại khoa nó phát triển đến còn trước đó liền sẽ chậm hơn ha. Thì giờ nguyên nhân của gò hậu môn thì liên quan tới áp xe hậu môn hồi nãy. Cái đường đi của áp xe thì đầu tiên là tuyến bình thường này nó bị viêm, nó hình thành cái ổ mũ đây. Rồi ổ mũ này có thể đi xuống cạnh hậu môn và đi lên trên cơ năng bộ xuyên qua ống ngòi đây. Thì khi đó nó vỡ ra ngoài da thì cái đường đi của cái ổ mũ đi như thế nào thì sau này là cái đường hầm nó đi như thế đó.
thành ra những cái loại mà xe như cạnh hormone thì em thấy nó đi sát cái da hormone thì em thấy nó cái đường đi cái lỗ trong, bắt đầu cái lỗ trong này là cái lỗ chính á, còn phía ngoài là cái lỗ phụ. Thành ra cái ngoài mà tụi em khám hậu môn, tụi em thấy giờ có 10 cái lỗ ngoài đi chăng nữa, tụi em cắt hết 10 cái lỗ ngoài mà tụi em không tìm lỗ trong là nó cũng tái phát 100%. Cái lỗ ngoài thì không quan trọng, mà quan trọng nhất là cái lỗ trong. Tụi em nhớ cái bài gọt môn này. Thì cái mà nếu mà gọt hậu môn mà một cái đường thẳng từ ngoài vào trong, tụi em xẻ luôn cái là nó dễ tìm. Còn những cái trường hợp em thấy, ví dụ như chúng ta mổ á, thì tụi em phải làm sao mà chúng ta luồn từ cái lỗ ngoài này nè, đi vào tới cái lỗ trong này, chúng ta sẽ cho vuông rộng ra để nó lành, từ đáy nó lành lên. Còn nếu mà tụi em mà luồn mà nó đi chỉnh hướng cái là nó sẽ bị tái phát. Thành ra cái những cái đường hầm tụi em thấy nó đi ngoằn mèo chỗ này nè, đó, nó đi vòng, đi vô tới đây thì tụi em thấy là dễ không em? Rất là khó. Bây giờ đi như vậy thì đi trong cơ rất là nhiều. Nếu tụi em đi, tụi em cắt hết cái cơ đó thì chắc chắn là bệnh nhân tiêu kiểm soát. Mà đã đi là khó rồi mà còn làm tổn thương cơ nữa thì anh làm sao tụi em bảo toàn được cái cơ thắt và nó hết bệnh, cái đó mới khó. Thành ra là tới 50, mà nếu áp xe hậu môn mà tụi em gạch áp xe không là hết bệnh 50%, còn lại 50% thành gọn hậu môn. Còn về nguyên nhân thì 90% là liên quan đến cái tuyến này, còn lại 10% là những nguyên nhân khác, ví dụ như chích đi cắt chỉ, chích sơ của chỉ, cục nước hormone môn nó nhiễm trùng thành áp xe, rồi áp xe nó vỡ ra nó thành gọn hormone môn. Còn là bệnh Lon thì nên biết là may mắn là mình không có bệnh này, chứ ở châu Âu thì rất là nhiều. Và bệnh Lon thì nó không theo cái tuyến này, mà nó có thể bất kỳ ở vị trí nào chèn nó chỗ ra giữa phong cũng có. Thành ra cái đường hố rất là phức tạp và tỷ lệ tái phát là cũng cao. Còn cái lao thì mình hay bị, thì cái nước mình ví dụ như tụi em mà sau này có dịp đi nước ngoài thì nếu mà đi trên 6 tháng thì gần đây không biết có bị thay đổi không, chứ còn nếu 6 tháng bắt buộc lên phải chụp cái viêm phổi. Còn ở nước ngoài tới chúng ta thì những nước phát triển tới chúng ta thì họ không cần phải làm cái chụp cái viêm phổi này, tại vì lao phổi họ không có, nhưng mà mình đi ra ngoài thì họ bắt buộc mình phải chụp cái viêm phổi này. Như vậy thì nếu mà bị lao phổi thì bệnh nhân ho càng đàm hay gì thôi phun ra ngoài thì nó buộc ra cái vi khuẩn, nó có thể lao bất kỳ vị trí nào không tiêu hóa, từ thực quản, da dày tới hồi cơ hội tràng tới hậu môn. Thành ra là nếu mà tụi em mà chẩn đoán là gò hậu môn, nếu mình đánh giá trước mổ, ta chụp cái viêm phổi mà ta thấy có mờ đỉnh phổi thì chúng ta khoan ngày mổ nha. Có thể là lao hậu môn, nghĩa là dò thì dò lao. Thành ra nếu mà tụi em điều trị, chúng ta phát hiện ra vi khuẩn lao, tụi em cho điều trị bắt đầu lao. Thì nếu mà lao ở vùng hậu môn thì nó cũng hết luôn nha. Chứ còn nếu mà tụi em không phát hiện, tụi em mổ luôn thì sao, tụi em điều trị kháng sinh thông thường đâu hết, lao là phải theo phác đồ của nó. Nghe có nhiều trường hợp tụi em biết mổ xong 6 tháng không làm, lúc đầu mình chụp phim phổi được kiểm tra hết không thấy, nhưng mà sau 6 tháng điều trị hoàn hết, quay lại kiểm tra là cái phổi đã thấy mờ đến phổi, thì điều trị cái lao phổi thì cũng hết. Còn là có nhiều trường hợp tụi em biết là thử lại cái mô đó không trả lời là không có lao đó, nhưng mà sau đó thử lại là có. Hoặc là nhiều trường hợp là ta ở đại học dược tốt cho mình họ xôi cái bạn từ bữa thì tìm cơ thì cũng lao có, mà tại sao chứ mình không có nha. Nhờ cái lao này nếu mà có thì chúng ta khoan hai mổ, mình ta điều trị lao trước, tại vì dù sao cái lỗ quy gò nó nhỏ hơn, dễ cho chất lượng sống nó tốt hơn, mình ta mở một đường lớn mà nó không làm nha. Còn là ung thư mong thì đẹp, nó động thấp đó thì cái u nó nằm đây, thành ra nó xâm lấn cái ngoài da, ta thấy những cái nốt này chúng ta tưởng nó gò hậu môn, nhưng thực sự nó là ung thư nha. Cái này chúng ta phải điều trị theo ung thư chứ không phải là điều trị theo cái gò hậu môn được. Giờ phân loại gò thì theo anh thì theo bạn này, chúng ta phân loại này là nó dễ chia làm bốn cái nhóm. Thì đầu tiên là bắt đầu từ cái gò liên cơ thắt, thì cái lỗ gò trong là ngay đường lượng, nó xuyên qua cơ thắt trong, nó đi giữa cái gánh liên cơ thắt, nó ra ngoài da tạc sinh môn. Cái loại này thì em thấy là nó khá là nhiều, chiếm 45%. Còn loại gò xuyên cơ thắt luôn, tức là nó từ cái đường lượng nó xuyên qua cơ thắt trong mà ra cơ thắt ngoài, nó ra da tạc sinh môn. Thì tôi đã thấy là hai cái nhóm này là chiếm 70% là thuộc, may mắn là nó gò là đơn giản lắm. Đa phần là tôi em gặp cái nhóm này điều trị nó thành công cao, nhưng mà tỷ lệ của hai này cộng chung là em thấy cũng lớn lắm. Còn cái loại này bắt đầu hơi khó, gò trên cơ thắt, tức là cũng ngay đường lượng xuyên qua cơ thắt trong, nó đi lên trên bờ trên cơ năng rồi nó ra da tạc sinh môn. Thì ra trên lâm sàng thì em thấy cái lỗ gò ngoài này cách cái gì hậu môn nó xa. Bây giờ mổ thì em thấy nó dễ không? Bây giờ em lấy dụng cụ em luồn từ trong, từ ngoài vào tới trong đi ngoằn mèo. Nhiều khi nó đi chỉnh hướng cái là coi cũng thất bại. Cái loại này cũng hơi khó mà chiếm khoảng 20%.
Còn cái loại mà 500 này là loại khó nhất đây, tức là nó không theo cái đường lượng mà nó đi đuốt ở đâu giữa bốc trực tràng mới chỗ ra cái thành trực tràng, nó qua bên nam ra ngoài da là à, rất là khó. Cái loại này nếu mà em xẻ đó, cái là cắt toàn bộ cái cơ thắt trong thành trực tràng là bệnh nhân tiêm kiểm soát là chắc đó. Nhưng mà thường cái nhóm này nó không theo đó thì thực ra phần là liên quan đến bệnh Crohn là chính. Còn tới bên thì cũng là ngay đường lượng, nó xuyên qua cơ thắt trong, nó xuyên qua cơ thắt ngoài, nó ra ngoài thì một đầu nó đi vào bốc trực tràng, một đầu nó đi ra ngoài da là sinh môn. Ra nếu mà tụi em mà thấy được cái lỗ trong mừng quá, ngay đường lượng mà chúng ta ra phá ra tới lỗ ngoài, chúng ta bỏ sót cái lỗ trên là chắc chắn là nó bị nữa nha, bị tái phát lại đó. Nhưng mà cái loại này là may mắn nó chỉ có 5% thôi, thì chẩn đoán được cái loại này thì thường đa phần chẩn đoán được cái phân loại này là chúng ta sau mổ. Tại vì em mổ, em phẫu tích thì em mới biết nó đi được trong giúp cơ nào, chứ còn bình thường khám lâm sàng mà đâu biết nó đi không. Thì ra cái này là chẩn đoán sau mổ thôi. Hoặc là gò thấp gò cao thì chúng ta lấy cái đường lượng ta chia ra, một ba dưới là gò thấp, nếu đường gò mà đi một ba xa hai ba trên là chúng ta cho là gò cao ha. Còn nếu mà phân theo lâm sàng thì theo thầy nói thì nó dễ hơn, tức là chúng ta phân gò đơn giản hoặc gò phức tạp. Thì gò đơn giản tức là cái một lỗ trong một lỗ ngoài, em thấy cái khám mình thấy có lỗ ngoài là chúng ta nghe là và cách cái ghìa hồng môn khoảng 3 cm trở lại là chúng ta cho là hai chục ngàn. Còn nếu mà lên mà thấy 2 hoặc 3 lỗ gò ngoài tức là nó phức tạp không, thì có thể 2 lỗ ngoài, có thể 2 lỗ trong hoặc là 2 lỗ ngoài 1 lỗ trong cũng có. Hoặc là gò tái phát tức là trên một cái đường mổ trước đây giờ cái sẹo đó nó lại nổi lên cái lỗ gò ngoài nữa thì chúng ta là cho là tái phát. Còn nếu mà ví dụ như tụi em mà mổ vị trí 7 giờ nó vị trí 10 giờ có tái phát không em, là nó mắc mới đó nha, bị gò hồng môn mới thôi. Mà gò tái phát thường là nó cho vào gò phức tạp, thấy không? Tại vì nếu đơn giản thì tụi em mổ một lần hết rồi chứ đâu mà tái phát, thấy không? Giờ triệu chứng lâm sàng của gò hồng môn là cái nốt cạnh hồng môn nó kỹ dịch, có thể là mũ bầm dịch màu vàng hoặc là máu bầm gì đó, rồi sốt nhẹ cũng có. Tại vì tôi biết là cái đường hầm từ trong cái chỗ ra ngoài da lâu lâu cái phân hoặc là có nhiều người bị nhiễm ký sinh trùng, ký sinh trùng á, rồi dung kim nó nằm ở trong đường hầm nó cũng có ha. Thành ra là khi đó nó bị nhiễm trùng cái là nó bệnh nhân nó nổi, nó mụn mũ lên, nó sốt, nó bể ra, nó cứ lặp đi lặp lại, nó trở về bình thường rồi dài 3 tháng hoặc là khi dài 3 tuần nó cứ lặp đi lặp lại. Thành ra bệnh nhân thường khai với mình đó là lâu lâu cái tôi bị nóng trong người cái nó nổi cái mụn với hồng môn vậy, đúng không? Mình hay đi ngược lại, tức là ví dụ như cái hạch ở cổ nè, nói tôi lúc này tôi nóng trong người cái nó bị sưng mấy cái hạch ở cổ, thì thật sự là nó viêm với vùng cổ, nó phản ứng và nó mới bị sốt phòng thanh thôi ha. Thành ra là cái dịch này cũng vậy, do nhiễm trùng nó sốt thôi, chứ nó khác với áp xe hormone. Nhiều khi áp xe hormone nó sốt cao, chứ còn đối với gò hormone thường sốt nhẹ ha. Và tiền sử nếu bệnh nhân có áp xe hormone nó tự vỡ và mà gặp áp xe mà không tìm được lỗ trong thì nó tỷ lệ 50% trong củng cố cho chúng ta đây. Thì đây là cái lỗ ngoài nè, chúng ta thấy cái lỗ hồng môn đây, chúng ta đo từ ngoài vị trí mấy giờ, cách kiểu hồng môn bao nhiêu chúng ta mô tả lại nha. Rồi đây một lỗ, đây lỗ còn ngoài nè, ở đây rất là nhiều lỗ ngoài thì đây là chắc chắn là phức tạp rồi đó nha. Rồi đây 2 lỗ ngoài nữa thì ra cũng là phức tạp luôn nha. Còn ở đây cái sẹo mổ cũ bây giờ nó nổi ngay cái sẹo nó là tái phát nha. Còn bây giờ nó kỹ dịch thì tôi thấy là cái máu bầm đen cũng có nha. Thì thường là hai cái lỗ gò ngoài mà nó nằm một bên đó, thường là hai thằng nó sẽ chập lại với nhau, nó giống như chữ Y dài vậy đó. Và cái đầu trong của chữ Y tận cùng cái chữ Y, tức là cái lỗ gò trong nó nằm vậy. Hoặc là nó giống như chữ B, tức là hai cái lỗ gò ngoài nó sẽ thông lại với nhau ngay vị trí cái lỗ gò trong. Còn nếu mà hai bên ở nửa trước đó, từ 9 giờ tới 3 giờ nửa trước đó, thường thường hai cái lỗ này nó đối xứng với vị trí 3 giờ và mặt phẳng 6 giờ nè, 6 tới 12 giờ nè. Thường là hai cái lỗ ngoài này sẽ đi thẳng vào hai cái đường gò riêng. Nhưng mà nếu mà ở nửa sau từ 3 giờ tới 6 giờ, 9 giờ thì thường nếu mà bao nhiêu lỗ thì nó thông lại với nhau và nó đổ vào vị trí 6 giờ. Nó có quy lực đó. Thành ra dựa vào cái lỗ tiềm, cái lỗ trong thì chúng ta dựa vào cái định lực Gusso ha. Thì điều kiện là cách cái ghìa hormone môn 3 cm ra ngoài vòng quanh cái lỗ hormone môn ăn bộ phận sinh dục là vị trí 12 giờ. Thì tác giả nhận thấy rằng nếu mà từ 3 giờ cho tới 9 giờ thì bất kỳ cái vị trí nào lỗ vào ngoài này thì cái lỗ trong nó cũng đổ vào vị trí 6 giờ ngay đường lượng, 2-3 lỗ thì nó cũng có luôn. Còn ở nửa trước từ 3 giờ, từ 9 giờ tới 3 giờ thì nó sẽ đi thẳng ở vị trí 10 giờ thì vào vị trí 10 giờ ngay đường lượng, còn 12 giờ thì vào vị trí 12 giờ. Nhưng mà xe ban ông bổ sung thêm cái định lực gò dài,
thỉnh thoảng các em sẽ thấy nhiều trường hợp chúng ta không biết định được và để chúng ta tìm ở phía trước vậy. Ví dụ như thấy ở vị trí 11 giờ chúng ta bơm, chúng ta tìm lỗ trong 11 giờ chúng ta tìm quãng ra, thì tụi em sẽ đổi lại coi chừng nó vào vị trí 6 giờ, tức là từ phía trước có thể ra vị trí phía sau ở vị trí 6 giờ, nhưng mà ở phía sau thì không bao giờ ra phía trước nên ha, tìm nhớ được này. Bây giờ chứng đoán của gọn hậu môn thì đa phần cũng như áp xe hậu môn của em nhìn lên sờ là chúng ta có thể xác định được, nhưng mà riêng đối với những trường hợp khó đó, thì chúng ta cũng cần làm những cái chứng đoán hình ảnh, ví dụ như chụp đường gò cản quan, chúng ta bơm thuốc cản quan bằng iod hoặc là bằng baris. Ngày nay baris thì rất là khó tìm, nhưng mà baris thì nó đặc lắm, người ta cái lỗ gò mà nó nhỏ, người ta bơm nó không đi rất nhiều, nhưng mà cái thuốc đang trong nước người ta bơm giờ thì nó lỏng, nó đi dễ hơn nha. Thì ví dụ như bây giờ thì dễ quá thì sao không cần, nhưng mà có nhiều trường hợp bệnh nhân tới cho tụi em là đầu là cái lỗ gò ngoại nằm ở giữa hông, mình không biết có phải là gò hông không nha. Thì ra giờ mình chứng minh nó có thông vô trong không, thì tụi em bơm gây tê, chúng ta khâu một túi lại, chúng ta bơm cái thuốc cản quan vào, chúng ta chụp hình, chúng ta thấy nó nằm, mình thuốc vô trong móc trực tràng, chúng ta là biết là gò vô trong móc trực tràng. Nhưng mà cái ưu điểm là chứng minh được chúng ta là từ ngoài nó gò vào trong bốn trực tràng thôi, chúng ta không biết được cái đường đi, tại vì bây giờ nó chuyển thành hình ảnh 2 triệu rồi, không? Nên nếu muốn biết đó, thì tụi em phải chụp CT hoặc là siêu âm hoang ngã hậu môn hoặc là chụp MRI để dựng hình cái nó đi trong cơ nào, của cái nhóm nào và đường hầm phụ như thế nào đó, chúng ta sẽ làm theo đó, ta sẽ phát hiện được hết. Chụp các lớp vi tính hoặc là siêu âm hoang ngã hậu môn hoặc là cộng hưởng từ thì thường là trong những trường hợp mà nó tái đi tái lại nhiều lần, chứ lần đầu cũng ít khi nào làm, không 3 cm trở lại thì thường đa phần là đơn giản, nhưng mà nếu mà bệnh nhân mổ 2 lần 3 lần thì tôi phải dừng lại, không nên mổ nữa, mà chúng ta đánh giá lại coi tại sao mà mấy lần trước người ta mổ bị tái phát, nghe coi nó có phải là đường đi nhiều đường cũ không ha, rồi nó xem lắng cơ như thế nào chúng ta chọn cho phù hợp. Và từ lần thứ hai trở đi thì tôi cũng là thận trọng lại, chứ còn lần đầu đa phần thì chúng ta mổ luôn. Giờ điều trị của gò hậu môn là gì? Nguyên tắc của nó là loại bỏ đường gò và bảo tồn được cái chức năng cơ thắt. Tại vì nếu mà tụi em mổ gò mà hết bệnh thì tốt, mà giữ được chức năng cơ thắt thì nó tốt. Còn nếu mà mổ xong rồi bệnh nhân tiêu kiểm soát còn nặng nề hơn. Thấy không? Ta không mổ thì để 1-2 lỗ gò nó lâu lâu nó bị nhiễm trùng lần đỡ thôi, mà giờ mắc đi cầu nó ra luôn. Thấy không? Rồi sao đi làm, đúng không? Thì ra là mà bây giờ cái bệnh này chữa gì giống như là đem đi mua đồ mà ngon bổ rẻ vậy đó. Không làm gì có chuyện đó. Bây giờ cái đường gò nó đi trong cơ, mà bây giờ em cắt cái đường gò là chắc chắn là em sẽ cắt cái cơ luôn ha. Thành ra mổ trên bừng cho bệnh nhân gò môn, đôi lúc chúng ta mổ trên từng cá thể là vô ta đánh giá lại cái đường đi như thế nào, chúng ta chọn cái phương pháp cho nó phù hợp, thì nó rất là nhiều phương pháp ha. Mà làm sao thì làm, nhưng mà phải đảm bảo được cái chức năng của cơ thắt hậu môn không bị ảnh hưởng thì chúng ta làm nha. Còn nếu mà chúng ta gán cố gắng làm mà bệnh nhân tiêu kiểm soát nó rất là nặng nề, chúng ta phải tạo phục hồi lại cái cơ thì rất là khó. Rồi bây giờ cái quan trọng cốt lõi nhất là chúng ta phải tìm cho ra được cái lỗ gò trong ha. Mổ gò hậu môn là phải tìm lỗ gò gỗ rồi trong, nếu mà tụi em mổ được không tìm được là tìm cách giải thích mổ lại nữa ha. Mà tụi anh cũng thỉnh thoảng gặp những trường hợp khó vậy đó ha. Bây giờ tìm lỗ trong bằng cách nào, thì đầu tiên là chúng ta sẽ thấy được cái lỗ gò ngoài, chúng ta bơm hơi hoặc là bơm cái chất gì đó mà chứng minh được cái lỗ ngoài nó xì vào lỗ trong vị trí nào đó, thì chúng ta làm, chúng ta có thể sử dụng hơi nè, sử dụng centiphilene oxy già que thăm dò đó, hoặc là cuối cùng nếu mà tụi em không có chứng minh được cái định là nó lỗ gò trong, thì bây giờ chúng ta theo định lực cuối xô, tức là theo cái hướng trước sau đó, rồi chúng ta cắt theo cái đường gò đó, chúng ta đi vào cái vị trí ngay được lượng nhanh. Thì bây giờ có nhiều cách điều trị, tại vì mà cái bên điều trị thì tôi thấy cái bệnh nào mà có một phương pháp là tốt nhất, không? Còn cái nào mà nó nhiều phương pháp là chúng ta thấy là không phương pháp nào là hiệu quả tuyệt đối hết, nó chồng chéo với nhau nên chúng ta chọn lựa trên từng cá thể luôn nha. Thì bây giờ có thể mở đường gò, rồi cắt đường gò, rồi đặt xi tanh, hoặc là xây quạt niêm, hoặc là bơm keo hay là nút chặt gì đó, nó rất là nhiều. Thì tới ngày nay thì cái ba cái phương pháp đầu tay vẫn là số 1 để chọn lựa cho tất cả các loại gò môn, còn dưới này là phụ thôi. Giờ mổ, giờ tìm lỗ gò trong đó, chúng ta thấy là cái lỗ ngoài tụi em sử dụng cái oxy, thấy coi khí trời cho nên rút cái ống tim đó, ta áp vào cái lỗ ngoài cái tụi em bơm hơi, chúng ta thấy nó sùi giống như bong bóng nổi trong là chúng ta biết, chúng ta đặt cái ống soi này cũng theo mình cứu sồn trước nha, rồi ta bơm mà thấy hơi nó nổi lên trong thì bong bóng lên là chúng ta biết cái lỗ trong nằm gì đó. Còn không nữa thì chúng ta bơm cái oxy già, bơm mình thấy nó sùi bọt,
giống như bạn nào mà chơi cá thia thia đó, nó làm một miếng bọt ngay cái cạnh chai ngay mặt nước đó, chắc chắn là nó đó là lỗ trong đó, ta bơm vô. Mà thường oxy già nó ưu điểm là những cái chỗ ví dụ như là nhiều cái lỗ ở ngoài mà mình biết nó thông nhau thì lấy oxy già đem bơm cái là sùi lên tất cả cái lỗ là biết là thông nhau. Còn nếu mà tụi em bơm hơi ví dụ như nhiều lỗ tụi em bơm cái lỗ này xì lỗ này cái mình bịt cái lỗ này bơm tiếp nó lên nó thông với nhau không thì nó lâu ha. Còn oxy già lên đưa nhất là bơm cái là nó thông với nhau là nó sùi lên thành như vậy, một lỗ hai lỗ ba lỗ bốn lỗ năm lỗ ha. Thì nếu mà tụi em bơm hơi cho nên lựa cái lỗ nào lớn nhất để dễ thông thì em bơm vô đây nó xì chỗ này cái mình bịt cái lỗ này cái bơm tiếp nó coi nó có thông nhau nữa không nha. Còn giờ bơm oxy già là nó thấy cái sùi bọt này đó một phát bọt là nó thông nhau tuyệt tiền ha. Còn nếu mà theo định lực của show thì cái này theo tụi em là đi vào vị trí nào đốt em á vị trí mấy giờ ở, nếu mà tìm cái đường lỗ gò trong là mấy giờ định lực bước sâu nửa trước thì đi sau ra sau nửa trước thì đi thẳng nửa sau thì đi vòng á. Còn định lực xoay quanh thì định lực rồi dài từ phía trước ra phía sau nhưng mà phía sau không bao giờ ra phía trước, như vậy thì nó đã ra phía trước rồi đúng không? Chứng minh em đã đi ra phía sau rồi thì này đâu phải là định lực của ông bước sâu nữa đúng không? Ra khả năng là chúng ta tìm vị trí 6 giờ. Bây giờ phía này nó đâu có đi ra trước được mà nó đi ra trong được không, mà chỉ có nó đã có lỗ phía trước mà nó thông xong tới đây tức là nó về vị trí 6 giờ nha. Thì ra mình tìm mà không thấy được ở trên này thì chúng ta quay lại ưu tiên tìm vị trí 6 giờ nha. Bây giờ mở được rồi thì chúng ta tìm được cái lỗ trong, ví dụ như em đặt góc sâu ta thấy nó xì hơi chỗ nào đó ha, hoặc là sủi bọt chỗ nào đó thì chúng ta đặt nó thôi, ta luồn cái que nhẹ nhàng từ lỗ ngoài đi vào tới lỗ trong, chúng ta nâng cái que lên. Nếu mà tụi em sờ cái que dễ, tức là cái mô bên dưới nó hốc nhiều thì chúng ta xẻ luôn, mà thường là khoảng 3 cm trở lên kia tới kia là đơn giản, cái cơ nó không có nhiều nha, tụi em mạnh dạng tụi em cắt luôn ha. Đó thì nếu mà mở đường gò, tức là chúng ta xẻ từ lỗ ngoài vô tới lỗ trong cái vùng chúng ta thấy đường gò nè, chúng ta cắt một phần mô đường gò để làm mô bên hậu có bị lao bị ung thư gì không thôi nha. Nhưng mà thường là hiếm cái đầu bị ung thư, thỉnh thoảng có lao lên thì tụi em cắt xong chúng ta cầm máu rồi gì để hở lại đó, rồi khâu lại được không, khâu lại nó cũng giống như áp xe vậy đó, khâu lại là nó bị lại tại vì cái đường hầm nhiều dòng xẻ ra cái khâu lại nó giống như anh biến cái đường hầm nhỏ thành đường hầm to vậy đó. Thành ra tụi em để hở luôn rồi từ nó lành lại ha. Ví dụ như đây là trường hợp lỗ vào ngoài nó đi xa ta luồn là ta thấy là nó nghe bơm cái nó xì hơi ngay 9:12 giờ, có dùng cái que mình luồn vào vị trí 12 giờ mình đang lên xẻ luôn cái để thở vậy đó. Nghe có nhiều trường hợp mổ rất là nhanh. Vậy trường hợp là cắt đường gò, thì cắt đường gò tức là khác xẻ đường gò, xẻ mở đường gò tức là đường gò còn nguyên ở lại. Còn nếu mà tôi cắt đường gò tức là mình cắt bỏ cái đường gò đi luôn nha. Thì nghe là những trường hợp mà mình xác định là nó lấy đi rồi không tổn thương cái thắt nhiều hoặc là nó tìm không thấy lỗ trong đó thì đem bơm sanitylene vào cái chúng ta cột lại, chúng ta cắt theo cái đường hầm này, đường gò này nè, nó xanh xanh chúng ta cứ thể đi theo hoài nha. Thì bây giờ nếu mà đem mổ xong thì nó thành một cái đường hào đây, mà cái đường hầm này, cái đường gò này mình lấy đi rồi đó. Thì đây là trường hợp là bơm sanitylene thực tế đó, mình cứ cắt hoài đi theo cái đến cuối cùng của cái đường lỗ gò trong là xong. Thì thường là cắt đường gò hoặc mở đường gò là những cái loại đường gò đơn giản đó, chứ còn đường gò phức tạp quá thì em cắt xong mình là lấy cơ thắt nhiều quá bệnh nhân em bị sót. Còn bây giờ nếu mà đường gò nó xa quá mà bây giờ chúng ta mà chọn cắt hay là mở đường gò bệnh nhân tiêm bị sót thì chúng ta chọn cái phương pháp là đặt sinh tinh là cái tên là lông ngựa đó, lông lưng ngựa nha. Thì bây giờ đầu tiên chúng ta luồn, ví dụ như lỗ ngoài, lỗ trong chúng ta luồn được, chúng ta xuyên qua. Thì thường là sau đó ta lấy cái que, ví dụ như cái que nó như cái lẹm đó, nó như cái kim nó có lỗ nè. Hoặc là cái quan trọng là cái đầu tù đó, ta luồn từ ra ngoài vào tới trong rồi đi nhẹ nhàng, chứ mạnh tay quá là nó xuyên ra khỏi cái đường hầm là đi lộn đường là tái phát rồi. Đó, bây giờ mình luồn từ trong ra ngoài, cái em xẻ hết, cắt hết cái da, mô mỡ, những phần đó không quan trọng. Quan trọng là em chừa lại cái bó cơ thắt trong, cơ thắt ngoài, cái là mình cột lại. Thì ngày nay nó có nhiều dụng cụ có thể tự những cái hãng cung cấp cho em cột luôn được, nhưng mà nó mắc mấy trăm đô
còn ông thì sử dụng mấy cọng thun, các cái gì ngang tay lên cột lại, nó cột lại thì sau đó ta cắt từ từ lại, thì cái nốt cột này nó sẽ xiết ngang cái khối cơ này, nó cắt từ từ. Tại sao mà chúng ta không cắt liền? Thì cái cơ thắt nó giống em, nó giống như cọng thun, nếu mà em cắt ngay cái thời điểm này luôn á thì cái cọng thun này nó giãn ra là bệnh nhân tiêu không kiểm soát. Còn bây giờ nếu mà đem đặt xe tên này nó sẽ gây cái bằng cái viêm ngay cái vùng này nè, đó thành ra cái viêm gì nó dính hai đầu cơ, cái có cơ này, cái cột nốt cột này nó cột, nó gây thiếu máu, cái từ từ nó gục, khoảng trung bình khoảng 3 tuần thì cái nốt cột này nó tự động nó gục đi, thì cái phản ứng viêm này nó làm cho hai đầu cơ nó dính ngay cái vùng này, thành ra nó không có bị giãn ra, thành ra nó tránh được cái tình trạng là tiêu không kiểm soát của nhau. Còn nếu mà chúng ta cắt ngay cái điểm này luôn là nó sẽ giãn ra liền. Phức tạp mình thấy là luồn hết, nhưng mà nếu mà nhiều cái lỗ ngoài quá thì tụi em cũng nên phá hết, lọt cái que vô thăm nó xùi tới đâu tụi em phá hết ra. Thì có nhiều trường hợp tụi em thấy mổ xong cái nhìn cái vết thương rất là phức tạp, rất là dữ dội. Còn cái mấy cái bạc niêm này tụi em biết thôi, ví dụ như mình phủ cái lỗ trong, mình tách cái lỗ trong ra, mình kéo cái niêm mạc lại trước, mình phủ khâu lại, thì ưu điểm những cái loại này là gì, cái vết thương nó mới lớn, nó chỉ vô niêm mạc thôi, rồi xem khâu lại nghe cái chức năng của cái cơ thắt vẫn đảm bảo bình thường ha. Còn tỷ lệ tái phát thì nó quy chuẩn còn cao do chúng ta không có xử lý cái đường hầm này, nhưng mà giờ nó có tái phát á thì sao đây, chúng ta mổ lại mà nó cũng không ảnh hưởng gì tới cái chức năng của cái cơ thắt, hoặc là bơm kem sinh học, chúng ta thấy cái lỗ ngoài, chúng ta thấy được cái lỗ trong, thì thường là giai đoạn này nó đã hết nhiễm trùng rồi, rồi em nạo mô xong rồi có keo chúng ta bơm vào và bít cái lỗ này nó lành luôn cái lỗ đó, thì cái tỷ lệ thành công cũng khoảng 80%. Nhưng mà ưu điểm là gì đây, không phải là cái vết mổ, nó bơm keo và bệnh nhân trở về với trước với sau có thể đi làm lại được ha. Mà không có vết cắt nên nghe là bệnh nhân không có đau nhiều ha, không có tổn thương cơ thắt luôn. Hoặc là cái nút chặn này làm bằng niêm mạc được keo nè, chúng ta thấy được cái lỗ ngoài lỗ trong đây, chúng ta nó giống như cây đinh nha, nó nhỏ dần thì tụi em kéo ngược ra, đó ta luồn con dây, ta kéo cái đầu của nút chặn ra ngoài tới mức mà nó cứng nhất rồi, lúc này tụi em cắt ngang, chúng ta cắt ngang lại xong là bệnh nhân rất tỉnh đau sau mổ trở về không bị sớm. Nhưng mà giờ nhiều trường hợp cái đường hầm nó ngắn quá thì cái nút chặn này nó rơi ra thì nên có thể khâu, hoặc là chúng ta có thể phối hợp với bơm cái kem sinh học lại đó để làm cho dính cái nút này vào trong cái đường hầm, đúng, hoặc là cắt giữa cái rãnh liên cơ thắt thì chúng ta tách vào cái rãnh liên cơ thắt luồn cái que từ cái lỗ ngoài vào trong lỗ trong, xong chúng ta tách chúng ta thấy cái đường hầm, chúng ta cắt ngay cái đường hầm này. Thì ưu điểm là chúng ta không có cắt ngang cơ mà chúng ta chỉ tách cơ thôi, chúng ta cắt một phần đường hầm này đó. Thì tỷ lệ thành công nó cũng không có cao, do đó mà nó cũng không được ứng dụng rộng rãi. Và nội soi, thì nội soi cái đầu camera thì nếu mà bạn nào mà đã từng phụ hoặc là xem mổ nội soi rồi đó, thì cái đầu đèn nó khoảng 10 mm, thì cái đèn của camera của cái ống gò môn thì ta thấy cái đường gò là nó rất là nhỏ, do đó ta nên thiết kế cái camera này rất là nhỏ, hoặc là nó nhỏ, đường hầm nhỏ quá thì mình luồn que xong mình nông cho nó lớn lên, chúng ta đưa cái đầu sâu giờ ta thấy được đi tới cái lỗ trong rồi thì có cái stapler ta bấm cái lỗ trong. Thì cái cuộc mổ này nếu mà mổ theo cái máy này thì tính ra khoảng 10 năm trước á thì khoảng gần 10.000 bản á, thì rất là mất tiền, thành ra nó áp dụng cũng chủ yếu là trên nghiên cứu lâm sàng, chứ còn ứng dụng cộng đồng thì nhất là những nước như chúng ta dân nghèo không đáp ứng nổi. Và ưu điểm là gì, chúng ta cũng không có phẫu thuật cắt cơ thắt để đảm bảo được cái chức năng cơ nhé. Nhưng mà tỷ lệ thành công thì so với ba cái phương pháp cắt đường gò, mở đường gò hay đặt xe thân thì nó không tốt bằng. Do đó là ngày nay hiện tại ở châu Âu, ngay cả bên nước Anh mà anh đang đi học rồi rồi đi qua học thì họ cũng dẫn là cắt hoặc là dùng đặt xe thân thôi, chứ không có triển khai rộng rãi. Đó là những cái phương pháp để biết thôi. Đây là những cái sai lầm nè, ví dụ như thấy đường gò ngoài nè, thấy không? Ví dụ như tụi em cắt sợ quá, cái một cái quét quét này tới vô trong luôn, cái để cái hậu hổ của bệnh nhân đi cầu với đi ra lỗ, thành ra cái lỗ gò nhỏ bây giờ tụi em biến nó thành cái lỗ gò khổng lồ luôn. Chứ thật sự là làm chi tụi em bây giờ còn gì, mình cắt luôn cái phần này luôn cho nó mở bung ra hết, nó làm từ đáy nó lành lên. Chứ còn nếu mà tụi em làm gì là mình điều trị sai đó. Còn biến chứng sau mổ thì biến chứng chung là bí tiểu giống như mổ chỉ lên ăn. Rồi chảy máu thì mổ được có chảy máu nếu chúng ta cầm máu tốt. Còn riêng gì đối với những trường hợp mà mổ gò hormone môn, thường là bệnh hormone trực tràng nó sẽ liên quan, nó có hai ba bệnh phối hợp. Dù như gò hormone môn phối hợp với bệnh trĩ thì cái gò hormone môn em xẻ ngang thì xẻ và chắc chắn là em sẽ đi qua mấy cái búi trĩ nội phía ngoài, khả năng là chảy máu sau mổ cao. Còn là chúng ta cột xe tăng đó, chúng ta cột ngang cái búi trĩ ngoại nó gây tắc mạch sau mổ có. Rồi hẹp hormone thì thường là nên biết là
mình cắt cung tại sao mà có hẹp. Thì có nhiều bệnh nhân ta biết mổ tới mổ luôn nhiều lần, nó đầu sẹo nó co rút, nó làm biến dạng cái lỗ hổng môn, cái hẹp hổng môn đó. Còn đa phần là nó tiêu không kiểm soát là chính, tức là do chúng ta cắt cơ nhiều quá, ta chọn phương pháp sai ra bệnh nhân sẽ tiêu kiểm soát và chậm lành. Chậm lành sau 6 tháng nó không lành nữa là nó chậm lành, thì có thể do tiểu đường hoặc là do lao chúng ta đánh giá lại ha. Hoặc là tỷ lệ tái phát thì nếu mà tụi em làm tốt đó, thì nó dao động khoảng 4-10%. Thành ra tỷ lệ này cũng tương đối là cao. Nếu tìm được lỗ trong thì chúng ta yên tâm, mà không tìm được lỗ trong là chúng ta đã tái phát. Thì cái bài AC cộng môn của anh ấy cũng kết thúc đây nha. Nên em cần trao đổi thì hỏi trực tiếp được không, chúng ta liên lạc cho cũng được.